Tantech Winfire đi anh. Wow, xe này lần trước lên lâu lắm rồi đấy, nhưng mà thôi, giờ lên lại cho anh em xem có ok không nhá. Chim ưng thì quét luôn. Đây, Tantech Winfire 6.2, bản xe đạp đua khá là ok đấy. Nhiều bạn rất là chê cái khung này xấu nhưng mình không hiểu tại sao luôn ấy. Mình thấy màu khá là ok mà. Cả khung nhôm khá là ok, cái mối hàn họ cũng gia công khá là tinh tế rồi mà nhiều anh em vẫn chê. Thật khó hiểu. Về tốc độ đây, đùi đĩa khá là to của Broview luôn, 2 tầng, 50T đĩa to nha anh em nhé. Tốc độ đảm bảo ấy chứ. Bộ chuyển động của Shimano Claris 3x8 tốc độ cơ mà. Thế mà vẫn chê được. Nếu mà tay để lắc hai lưỡi này mà với cả phanh vành nữa mà vẫn còn chê ấy, tôi cũng chịu anh em luôn rồi đấy. Giá thành quá là phù hợp rồi cần gì. Có hơn 7 củ một chút thôi. Bản lốp 7 chân nhân 28C, đảm bảo độ lướt của chiếc xe đạp road này nhá. Tôi ngồi thử chiếc xe đạp này rồi, 1m5 đi được luôn. Thế mà còn chê thì khó, quá khó hiểu về chiếc xe đạp này. Anh em nào quan tâm bộ xe đạp này hãy nhắn tin ngay cho mình.